chào các bạn, mới từ ngoài đường vô, thấy anh Quang có khách, quay liền chứ bộ, đâu có tha. Chị Thúy, anh Tân với chị Thúy đến thăm Lê Quang. Không, anh Tân và Thúy tới tuyên bố là hội hội ăn nhậu cũng này mất nhiều chiến hữu quá. Ừ, anh Tân cũng bị luôn. Hello em. Hello em. Anh là bị hai cái chân đi không được luôn mà. Nhiều chiến hữu quá. Vậy hả? Ừ. Anh Tân bị gì? Thấy chân bên này. Là sao bị gì? Bây giờ không biết bị gì. Tự máu rồi, bác sĩ kêu tới gặp bác sĩ rồi giờ. Bây giờ đau hả anh? Đau đi không nổi luôn á. Hay là bị gao? Thì đó anh tưởng bị gao nè, bây giờ nè Ngọc Quyền đưa thuốc rồi nè. Coi như là Thanh Thảo đưa thuốc nè, ai cũng đưa thuốc hết. Mà bây giờ chỉ có một cái thuốc trị thôi, là thuốc giảm đau, làm bớt đau thôi, còn mấy kia giờ đâu biết gì đâu. Thì sáng nay anh bác sĩ Bình á, anh Quý Bình á, anh mới gọi, anh mới nói giờ kết quả thử máu có rồi, kêu ra gặp ổng. Không biết ra ổng đọc cái gì thôi, ổng nói chạy gặp ổng thôi chứ đâu, ổng đâu có nói qua phone đâu. Chưa, thôi đi cưng. Mất chiến hữu rồi. Hôm nay mất chiến hữu đi. Bước xuống giường tính đi tiểu. Cũng đâu đi được, không khai chứ không cử động được, nó chích bị gì vậy? Là hôm đó anh ngồi xe lăn chị Thúy đẩy. Dạ, thấy hình. Mà người ta tưởng không, người ta tưởng anh custom anh giỡn. Mà thiệt ta tưởng là anh em tưởng là Halloween đó, hai vợ chồng lấy cái xe lăn lên chơi thôi. Thiệt tới nơi này luôn á, nó vẫn còn đau. Oh man, là từ ngày hôm đó tới giờ luôn. Đã đến lúc nói lên cô giá từ dù bia. Mà bây giờ anh đang sợ là cái chân mình nó bị nâm. Ở dưới mấy con chân nó bị nâm. Tối ngủ là vui lắm, tối ngủ là chơi rồi, thuốc giảm đau vô ngủ thôi chứ đâu có để được. Nhưng mà ban ngày thuốc nó work hơn là ban đêm. Ban ngày thuốc work hơn ban đêm, còn ban đêm không có. Quay cho cuộc trò chuyện chút xíu. Tiện gió rồi. Hai có mồi xanh lá cây. Hai anh em tôi là quay 10 cuộc cũng được. Không có thời gian thôi chứ có thời gian là anh em tôi. Bữa nay tôi có thời gian nha. Tôi đáng lẽ tôi mua đồ ăn tới hỏi uống được không. Chọc rồi, ai cũng biết anh đâu uống được đâu. Tính giờ nãy ghé mua gì anh em ăn sáng cà phê thôi là hay rồi. Giờ Thúy chị mua gì anh em uống hả? Tôi ăn sáng cà phê, tôi có mấy tiếng rồi. Hả? Ừ. Mua gì? Em chạy ra mua dịch bánh mì đi. Ui. Bánh... Mỏng mồng không à. À, thì tùy em à. Em muốn mua. Thôi được rồi. Không. À. Mua gì? Thật sự là không mua gì. Không mua gì. Thôi. Làm gì em có tiền phải mất tiền ra. Rồi chìa khóa. Đưa chìa khóa mình làm dữ. Thôi tiền nhiều lắm mất cưng. Ờ đừng có chảnh với chị. Thôi hỏi đi, ngồi đi chơi. Đâu hôm qua còn vui nữa. Lần đầu tiên thấy ta cuộc đời tao nó hèn hạ lắm chứ. Okay. Chưa. À, thì hôm sáng hôm qua thì nhà anh đám vô ông nội làm cái mâm chay nhỏ nhỏ ở đây thôi để thắp nhang thôi. Cái chị Thúy mì tính về có 5 mâm lận á và kể công chứ. Cái chị Thúy mì về cái gì chi gọi đang đầu kiểu rủ đi ăn sáng thì lúc đó cũng 11 giờ mấy rồi. Ta nói vô chứ là ăn sáng em có tin chỉ đi ăn sáng từ 11 giờ trưa tới 7-8 giờ tối luôn về tê luôn người trời. Ủa, trong đó chị với bà chị người chị quen ngồi ăn xong kêu cho chị Nhi. Ê, bà kêu Ý Nhi ra xong chị Ý Nhi cũng mặc đồ casual rồi chị cũng mặc đồ bê tông nữa ha, định ăn sáng rồi về làm việc. Tự nhiên cái chị Nhi luôn, chị Nhi mới vừa tới định kêu tôi bún bò ấy, cái chị Chi nó chứ ê lâu lắm rồi ba đứa mình mới gặp nhau, tôi giờ đừng kêu, giờ đi chỗ khác đi. Kéo qua King House ở Belterra đó. Bắt đầu ngồi kêu clam ra rồi kêu cocktail. Ngồi uống ly cocktail, uống hồi mỗi đứa 6 ly. Trời đất ơi. Cái nhục của anh là vậy nè. Vợ đi nhậu để nhà ngồi, chồng ngồi trong nóng mông. Không biết đi đâu mà lâu dữ vậy. Không. Mà vui biết lắm. Nhưng mà thường thường là đi nhậu là đàn ông đi. Đấy không, đàn bà ở nhà coi ở đây cái ô cũng giờ đây đàn ông ở nhà ngồi đợi rồi chém đi chơi vui đi luôn. Nhục cái con cá nục kìa. Tôi có, người ta có thích với chồng đàng hoàng. Có thấy rồi có thấy, nhưng mà thường thường ý anh nói tâm lý là thường thường chồng đi nhậu ha, còn vợ ở nhà. Không chị thích anh à, em đi chơi như vậy anh có ok không? Tụi em hôm nay rất vui. Anh nói ok chứ, em vui là ok rồi. Trời ơi, thấy không? Oh man, bây giờ là hội anh bạn. Vừa nói cảm ơn đám bạn giùm anh, đáng lẽ ra anh phải đưa em đi chơi vui mà bạn đưa đi giùm rồi. Vậy thôi chứ. Năm nay coi như là bị hội ăn nhậu bị mất chiến hữu nhiều quá. Tân đỡ chưa? Đỡ thì vô uống thuốc giảm đau thôi.
hiện bây giờ đi cả nhắc cái cạch bình thường ở thì nó hai bị hai bên này, bây giờ nó cái có hai gối hả, hai bên này nè, hai bên trong cái má bên trong đúng rồi. Đây là giờ rời vô đau liền thì nó đang có cái thuyết âm mưu tại vì nè, nếu mà người ta nói mà bị gao á là từng bị dừng cái khớp nhỏ trước rồi mới lên đến khớp lớn, mà nếu mà nó lên tới hai tới khớp này là rất là nguy hiểm đó. Thì ra gặp anh Bình anh nói cái này có giống không phải bị gao, thì tại vì bị gao thì nó phải sưng đỏ, cái này nó không sưng đỏ nhưng nếu nước ở trong thì giờ có hai cách, là thứ nhất là đi lấy máu thử, rồi thứ hai đi chụp scan nó ra làm sao thôi, mình không biết nó là gì. Nhưng mà anh chỉ hy vọng là sao biết không, anh chỉ hy vọng nó đừng có, tại vì em có tí xíu à, anh là nó chơi hai cái khớp này là hơi bị căng à. Ủa lúc đó anh em mình nhìn nhau cũng vui lắm đó. Thành ra anh hy vọng cho mọi chuyện, tại vì bắt buộc thì anh đã từ hôm đó tới giờ là anh cũng bắt buộc, mới nhất là mình phải nhịn ăn nhịn uống, nhịn ăn nhịn uống, ăn uống kỹ lại là một, thứ hai là từ giả với nhưng mà giờ chưa biết cái lại gì bệnh chị á. Chúng được gặp chút chưa, chưa này gặp mình nhưng mà dạo này anh Tân cũng bớt rồi, bây giờ già hết rồi. Hồi xưa còn có ai vậy? Đây đây. Minh Bolis. Hồi xưa còn trẻ thì còn còn dữ dội vậy. Không, hồi xưa thì mình hơi sung. Giờ thì mình chơi 30 năm nữa thì nữa. Bớt lại chút đi. Tốt, 30 năm rồi. Thì đúng. Không, đúng ra đó. 30 năm rồi ít gì nữa. Đúng ra mình muốn bớt rồi sợ kinh tế nó xuống thôi. Xả bên nè. Tập ra dỗ cái gì rồi đi phía trước dạ yeah, đúng rồi. Transfer here instead so we have room for his arm. Okay. Anh cứ ngồi qua ghế này được không? Thêm cả 15 cái nữa. Fifteen.
Okay. No, no. Okay. Take a break first, okay? Okay. Are these lemon? Yeah, it's not lemon. It's kind of mixed with every kind. Oh. It's tasted in it. Oh, really? Oh. Only your arm.
Don't move your back, okay? Only your arm. Ready? 1 2 good. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Arm straight, don't bend your elbow, okay? Don't bend it like this, don't bend it like that. So arm straight, pull back. Tay phải thẳng, không nên được. Pull back. Okay? Thẳng tay luôn nha. Straight arm, and then pull all the way back. Thẳng rồi kéo ra làm sao? Thẳng tay rồi kéo ra làm sao? Just that's okay. Good. 3 4 5 6 straight arm, 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. All right, second set. Chin up. And 1, chin up. Don't bend your neck. Okay. 2, good. 3 4, don't bend your neck. 4 5 6 7 8 9 10 11 12, chin up. 12 13 14 15. Good job. Ready? 1, that's good. 2, good job. 3, much better. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Good job. Second set, whenever you're ready. And 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 All right, Rick. Water. Water. Hey. Water. You did a lot today though. Very good. Okay. Okay. If you have bottle of water, he can do it. Like all these exercises, I think he recorded. Instead of this, he can use bottle of water. Okay. Okay. Thay vì cầm đó kéo, anh cầm hai cái chai nước, anh làm cũng được. Ở nhà tập, tự tập. Yeah. Okay. And then I will see you next week. Upgrade it slowly. Okay. But he did much better than last week. He gets tired quickly. Last week. Just take your time, okay? Take a break and then do these exercises endurance wise. Okay. And when I see you,
Great, it's slow. All right, any question for me? Okay, thank you. See you next week. See you next week. You don't want to get rid of me, right? Yeah. All right, see you next week. Okay, thank you. Thank you. Oopsie, here's your... Good. Here's your locker. Thank you so much. Thank you. Hi. Đó, thơ cũng gặp Vinh Quang, hai người cầm cái nước. Không. Sáng sớm hai người cầm cốc chai nước. Ông đang muốn đi mua cái tạ về mới được. Tập nhỏ nhỏ đó, cỡ 8 pound. Tạ nhỏ nhỏ em ăn cử 8 pound. Không, cái nhỏ xíu mà cầm giống như tên exercise chứ đừng có mua cái bận mà cầm chịu không nổi đâu. Cái nhỏ nhỏ nè. Cái mỗi ngày á, mà vừa uống trà, vừa nghe nhạc, cái vừa nghe nhạc, vừa dở lên. Thế nào em có con chuột ngay đây luôn. Có con chuột ngay đây luôn, em anh đo chuột. Chuột ở đây nè, chuột lên, chuột không thấy mà thấy nó nhũn. Sao thấy nó mềm dữ vậy? Đúng rồi, em phải tập tạ để cái tay em nó không có được mềm. Ơ quên à, đang không bị mềm, được mềm gì. Anh Tiên, em mới tập tạ xong Tiên, lộn chuột luôn anh Tiên. Ghê không? Ghê không? Ghê không? Ghê ghê. Bắt chuột ra chiên nha. Chuột. Chuột gì không có mơ sổ. Rồi, hôm nay giao anh Quang cho anh Tuyên. Nữa, giao nữa, bên đây ngày nào cũng giao. Bữa nay đi. Đi sinh nhật cái Tây tiếp. Mẹ em nói em giống tổng thống. Sinh nhật 2-3 lần luôn. Sinh gồ mà. Sinh gồ lấy. Đúng rồi, nó sinh gồ mà nó có được có quyền chứ. Toàn đi với con gái không mà được biết được. Đi vô đây, cho anh Tuyên với anh Quang tâm sự. Tâm sự đi. Kể cho mọi người nghe nha. Sáng giờ bây giờ là bắt đầu từ bây giờ là không có quay, từ hôm qua là không có quay đo máu nữa, đo đường nữa, tại vì quay đo đường cả tuần nay rồi, xong rồi một tuần đầu thôi. Bây giờ là không có quay nữa. Thì cái gì mấy anh Quang ảnh lúc mà ảnh ngồi thử đường á, cái xong cái tánh đâu quay nữa đâu, cái ảnh thử ảnh cứ ngồi hoài à, cũng chờ. Ủa sao nãy giờ không thử? Cái ra nè. Ủa không quay hả? Cái ông quay nữa. Ở nghiệp ghê. Đợi nó quay. Không có quay nữa. Thử đi. Bây giờ không có quay thử đường nữa. Đó, mắc cười ghê. Cái tiệm đó tên gì? Để định đem địa chỉ đưa địa chỉ cho chị Khanh. Không có biết địa chỉ. Cái chỗ tiệm mà mình hay ăn là đường Quân Nó Bạc. Quân Nó Bạc tên gì? Cái tiệm đó là Bắc Dâm 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 gì đó. Hỏi kết kết, coi. Kết cái tiệm mà BBQ á là kêu tên gì Bắc Dâm Dâm gì đó. À. Dâm Dâm gì đó kết. Bắc Dung Kim soi dung đũa. Hả? Ờ đúng rồi, Trang Hồ Đông. Trang Hồ Đông. Bắc Dung Đông. Soi dung Kim Bắc Dung đũa gì đó. Đừng biết chứ đúng không? Đúng rồi, đừng biết. Bé giòn, bé tròn, bé tròn, bé tròn. Nè, cái hũ thuốc của anh Quang mà hồi đúng rồi còn này nữa, là nó nghe nè, y tá hồi chưa tới á nói sao biết không, rồi thấy cái vết thương, mở cái vết thương quan ra đó, cái y tá nói sao mà cái vết thương của anh mau lành dữ vậy, người ta không có lành mau dữ gì đâu, đúng vết thương người ta rất là lâu lành nha. Cái y tá nói nếu vậy là không cần y tá tới nữa, y tá lần sau tới một lần nữa là xong, tuần sau tới một lần nữa là xong. Thì y tá mới kêu là coi thuốc thì sao, thì nói ủa sao tại sao thuốc tiểu đường người ta không cho uống. Thì y tá nói là bây giờ đâu có cần nữa, nếu mà tí lượng đường đi đưa cho y tá coi cái cuốn sổ này nè, là mình ghi cái lượng đường của ảnh á. Cái y tá coi thì y tá nói là cái này là chị cứ ghi tiếp tục đi nha, tuần sau em tới em coi tiếp, tại vì cái lượng đường của ảnh là nó bình bình á. Có một lần thì nó lên lúc mà mình chích á, thì buổi tối nó lên, thì lúc mà chích thì chị mới nói ráng duy trì, đừng có để cho nó lên buổi tối, giống như là buổi sáng là ví dụ như 138, ví dụ như 168 thì tự nhiên buổi tối khuya cái 191 là chị nói là nó hơi bị xê xích, là chỉ có một cái ngày một ngày đó thôi. Cho nên là còn những cái ngày mà trước đó thì chị nói ố đều quá trời, tốt quá trời. Cho nên là chị nói là cho nên người ta không có cho mình uống cái thuốc đường là vậy á. Cho nên trong cái này nè, không có thuốc đường. Bây giờ thuốc ảnh còn rất là ít cái uống á. Thì người ta nói là cái thuốc dây thần kinh á, cái thuốc dây thần kinh á, là nếu mà
trừ khi nào mà tiểu đường là người ta thường thường tâm buổi tối người ta hay bị kim châm kim chích gì đó nó đau đau thì mới uống, còn anh Quang không có đau thì thôi, cái hỏi ảnh nó đâu có đau gì đâu, nó ok vậy thì bỏ bỏ cái thuốc dây thần kinh, rồi bây giờ chỉ có uống thuốc cao mỡ, rồi thuốc làm loãng máu, với lại thuốc cái gì á mà sau khi ăn đâu anh, sau khi trước khi ngủ đó. Ủa vậy là ảnh không uống thuốc tiểu đường nữa hả? Không, kỳ không vậy, tiểu đường luôn, không chỉ trừ khi nào cao mới chích thôi à? Vậy là nó bỏ thuốc tiểu đường rồi, không có uống trừ khi nào, tại vì có thuốc chích chích, cho thuốc chích tới 5 cây viết lận, 5 cây viết chích luôn, đưa rồi nè, okay, cho nên là nếu mà thấy là đường mà trên 80 thì mới chích, còn không là dưới trên 80 180 thôi, là 180 thì mới chích, còn không thì thôi à, không có chích và cũng không có uống thuốc luôn. Thì bình thường là 8 buổi sáng là tắm cho ảnh uống một cái ba cái viên thuốc nè, với lại hai cái viên thuốc nghệ nữa nè, từ lúc về tới bây giờ là cho ngày nào cũng cho uống hai viên thuốc nghệ buổi sáng, hai viên thuốc nghệ buổi tối, rất là tốt, cho nên là chắc là vì là cái thuốc nghệ mà cho nên là ảnh mới mau lành cái vết thương á. Thuốc nghệ tốt lắm á, bây giờ bó cái bao bó cái vớ vô rồi không có sức nghệ nữa. Đó là như vậy đó, tình hình là thuốc thang là như vậy. Ông thuốc đây này cũng đẻ đây nè. Bây giờ hiện tại chỉ có ba cái hũ thuốc này là uống thôi. Tê chân tay, cao mỡ, thuốc loãng máu. Đó, có ba cái này thôi à. Một ngày uống vậy thôi đó. Vậy là hết thuốc tiểu đường rồi. Đó, ít xịt à, là cho uống thêm 4 viên thuốc nghệ trong ngày nữa là thôi. Rồi cứ uống khổ qua, với lại ăn ổi, với lại uống bây giờ làm thêm nước đậu đen nữa, nấu nước đậu đen cho ảnh uống. Rồi có thể là... Vậy coi như ảnh là bình thường rồi, đâu có bị uống thuốc tiểu đường đâu ha. Không hay ha. Nhưng mà... Là do cách mình ăn uống đường. Y tá nói vậy nè. Không uống thì tốt chứ có gì đâu mà chị đòi uống, tại vì nói trời ơi, người ta nói tiểu đường phải cho uống thuốc tiểu đường chứ. Nhưng mà y tá nói là không, đâu có cần uống, nếu mà không uống thì mừng chứ, tại vì người ta ăn uống không có kiêng cử thì đúng mới bắt buộc phải uống. Đúng rồi. Còn ví dụ ảnh ăn uống, ảnh thấy lượng đường của ảnh trung quân bình á, không có trên 80 thì ảnh đâu có cần phải uống thuốc. Chỉ nói vậy á, còn nếu mà hai ngày liền mà đường nó cao trên 180 á thì phải kêu bác sĩ phải cho thêm thuốc. Còn ngoài cái chích ra thì còn giờ ảnh không chích luôn rồi sao mà mở thuốc. Y tá nói như vậy mình nghĩa là biết. Cái nghĩa là mỗi ngày anh Quang ăn uống tốt rồi, nhưng mà những cái đồ ăn mà anh ăn là biểu lượng đường của anh không bị lên cao, không có lên. Cho nên là y tá nói vậy, nói là hai chị cái gì, chị vô đây ngồi luôn. Đi đâu đây, trời người đẹp dữ ta. Chị nhà có diện nè. Ủa vậy hả? Nhớ kịp rồi em gặp chị lần. Chị ở bên tiểu bang khác qua. Dạ. Chị tên gì? Thủy. Thủy hả? Chị đây. Ngồi vô viên. Ủa vô viên hả? Ngon quá anh Thủy. Ủa rồi chị mới qua lại. Mới qua được 2 ngày. À chùi ngon dữ vậy chùi. Ủa coi nè, bồi viên ngon chưa? Nấu phở cái này sợi. Nấu phở nè, bà ngoại tính mai nấu phở. Nấu phở hết sợi. Cảm ơn anh em chị nha. Thấy ở ngoài em sao? Trẻ hơn. Ủa, hiểu chưa? Trẻ hơn trong hình hết chưa? Thì đang nói chuyện chút xíu về thuốc men anh Quang nè. Chủ nhật chị về hả? Rảnh qua đi chơi với em. Em nhà không à, đâu có thả. Tới bữa thứ 6 nha mọi người. Có đi đâu chơi không? Có ở vòng vòng đó anh. Ok, cảm ơn chị. Ủa chị tên gì lại nói quên rồi. Thủy. Thủy. Xong quên liền. Chị qua thăm ba má chồng hoài ha. Thúy nhiên.
biết anh. Chừng nào qua đây cứ ghé em chơi nha. Chút là số quen. Em cứ ngồi đó suốt ngày tiếp khách đó, chị cứ qua đi. Ngồi đây ghi sổ tiếp khách, nhận quà. Nãy có cái chị thì cũng tới cho hai bịch gạo lứt luôn. Hai bịch là gạo lứt của Nhật á. Trời ơi, thấy cảm động sợ luôn mà. Cái chị đó mình chỉ nhắn tin thôi à. Em chỉ nhắn tin với chị xong tự nhiên chị kiếm nhà, cái chị tới. Em còn không biết lắm đó. Ủa chị tới mua cái gì chị? Không có mua gì đâu, tới cho tặng gạo cho gạo lứt ăn. Chỉ nói cái gạo này tốt, cái trò đem hai bịch bự nè. Thiên vô mới kêu lên thiên vô, thấy thương mới sợ. Đây nữa nè, trời ơi, chị thương. Nào cũng dễ thương á chị mà này, chị vừa dễ thương quá. Mà vừa đẹp nữa. Chị cũng đẹp ha, chị này cũng đẹp luôn, quá trời chị đẹp luôn. Thử và diễn ngon. Dạ, chị mang bên đâu qua chị? Đặt chỗ người ta làm nhà hàng nó quen á. Rồi nhìn là cũng thấy ngon lắm. Em khoái bầu viên lắm á. Đúng rồi. Bầu khoái lắm á. Kho cũng ngon rồi đó. Ừ. Kho với cơm cũng được. Nó phở không được. Ok, cảm ơn chị. Bye chị. Dạ. Rồi, khách đã về, chị Thúy đã về, người đẹp Thúy đã về. Công nhận đẹp, đẹp, dễ thương. Ha, dễ thương ha. Bạn có tám dễ thôi, thương. Bà cứ ti bà vô đây đi. Chị fan ở đây cũng dễ thương. Nãy giờ bà ngồi bà tức ghê, xong kêu bà qua đây nói chuyện với tám. Chuyện chút xíu đi rồi mình đi. Hẹn với GG mấy giờ? 5:30 hả? 5:30, 6 giờ. Đó, Khanh sẽ tới luôn chỗ đó. Cái ti hẹn chị Khanh, GG tới nơi mình đi đó luôn. Đó. Kitty ở San Diego ấy, các bạn cũng biết rồi phải không? Người nào theo dõi YouTube của Tám là biết Kitty. Hôm bữa nhớ Kitty nói cái về cái cục bú của Kitty á, xong tụi fan gọi điện thoại cái chị đó. Chị là y tá đó Kitty. Chị rất là tốt nha, chị giúp cho chị nhiều lắm nè. Chị đó cho cái này nè. Đó. Tốt nè. Nè, chị cho cái này rồi chị cho mấy cái tùm lum hết, chị cho tùm lum hết á. Xong rồi chị mới gọi, chị nói là Kitty cứ cần cái gì gọi cho chị. Chị nói là cho Kitty cái số của chị á. Để có cái gì thì á, nhớ gọi cho chị. Chị tốt lắm. Chị giúp cho mình, tại chị rành á. Về mấy cái đó, cho nên chị nói là chị có bạn cũng bị giống Kitty vậy đó. Cho nên yên tâm đi, đừng có lo gì. Có cái gì cứ gọi cho chị. Đó, chị thank nói vậy chị. Đó. Chị tên là Hạnh. Chị Hạnh. Nha. Chị đó, chị ở gần Đức Mẹ Long Bích á. Chị nói bữa nào đi ra Đức Mẹ là gọi cho chị dậy ra chơi. Ok. Đợi hết dịch là Tám cũng nên gặp fan của Tám ở đây để tổ chức gặp mấy chị bữa đó chứ. Chắc bữa nào à? Bữa nào giống như là bớt khi hết dịch năm sau là bắt đầu cũng nên gặp mấy chị mà hay nhắn tin cho thơ đó. Đúng rồi. Để đúng gặp rồi. Họ một lần để đúng rồi, gặp mặt chơi ha. Gặp ở công viên ha. Cũng được, ra công viên picnic cũng được. Đúng rồi, ra mua đồ ăn đó mình ngồi mình nói đúng chuyện. Rồi, cũng chạy ha. Rồi hẹn mấy fan mình ngồi mình nói chuyện đơn coi như đời sống gì đó, mình biết thêm bạn bè. Đúng rồi, cũng như là học mặt đồng bọn của anh Tám Cầm Thơ. Đúng rồi, cũng như ra công viên cái vui á, ra mình mua đồ ăn, mình ngồi xung quanh mình ăn uống mình nói chuyện. Ý kiến này hay ha, đâu có ai hưởng ứng thì giơ tay lên cho Tám biết điểm danh nha. Ai tay thì lên điểm danh cho Tám biết nha. Em thấy vui chứ, tại vì mấy chị bên lúc mà bị cái dịch này mọi người cũng nhắn tin cho Tám nhiều, mình đâu biết ai là ai đâu. Đúng rồi. Mấy chị hãy mà ai cũng hứa dễ thương dễ sợ. Ai cũng hứa là hết dịch là sẽ qua thăm Tám với là anh Quang. Thứ bảy á, ai đồng ý thì lên ý kiến đồng ý hay đúng không? Rồi, ai đồng ý thì cho mình Tám biết bao nhiêu người rồi mình lo đồ ăn rồi đó. Cho Tám biết là có hay là sao ta? Sẽ nhớ là có mặt. Cảm ơn hả? Cảm ơn mọi người. Đúng rồi. Cầu nguyện cho gần lễ tạ ơn nữa. Nhưng mà phải hết dịch mới hết được. Hết dịch mới được. Chứ mọi người cũng sợ. Đúng rồi, cũng sợ. Người sợ chứ. Mình thì mình không sợ, tại mình quen nhau, mình gặp nhau mình nhiều ra mình công quen viên rồi. Nó vắng lắm. Còn nó... nhiều người họ không biết, họ sẽ không khí sợ. Nó thoáng. Nha, điểm danh nha các bạn. Ai mà đồng ý thì ghi là có mặt. Đó, để ta biết. Có mặt lên chào. Ok thôi, bây giờ mình bye bye tại đây nha các bạn. Thì clip quay buổi tối thì không quay nữa rồi. Tối thì cũng là tơ vô rồi cũng thử máu rồi cho ăn yến rồi cho uống thuốc rồi xức kem chân tay xức kem mặt rồi đọc kinh đi ngủ rồi nói cho các bạn mường tượng như vậy thôi, khỏi quay ha.
mà mình quay hoài mình cũng chán, mà mọi người coi cũng chán, thì mình phải thay đổi không khí thôi. Không có hot boy thì có hot girl đó. Chứ fan bà Tám Cam Thơ là nhiều lắm ha. Nhiều. Nên nhiều là nhớ điểm danh nha mọi người. Có thì nhắn tin cho Tám nha. Rồi, bye bye mọi người. Chúc mọi người một ngày an lành và hạnh phúc. Cảm ơn đã theo dõi clip này của Tám. Bye bye. Nhớ like và đăng ký kênh của Cam Thơ nha mọi người. Kênh bà Tám Cam Thơ. Bà Tám Cam Thơ. Còn một kênh nữa. Kênh gì? Cam Thơ Music. Cam Thơ Music. Please like rồi. And đăng ký. Bye bye. Và các bạn, đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.